Con xin kính chào cộng đoàn, con xin được đọc cho cộng đoàn nghe một bài báo với tựa đề Những hình ảnh giật mình về nạn đói và sự lãng phí. Những hình ảnh giật mình về nạn đói và sự lãng phí. Có thể chúng ta không giàu có, nhưng bên cạnh chúng ta vẫn còn rất nhiều những người nghèo khó. Những hình ảnh giật mình về nạn đói và sự lãng phí. Khi đồ ăn thừa, khi đổ thức ăn thừa đi, bạn có nghĩ rất nhiều người đang cần nó để sinh tồn? Khi đổ thức ăn thừa đi, bạn có nghĩ rất nhiều người đang cần nó để sinh tồn? Trong mỗi bữa ăn hàng ngày, bạn có nhớ mình đã bỏ đi bao nhiêu thức ăn không? Chấm hỏi. Có thể lượng thức ăn bỏ phí trong một bữa không đáng kể, nhưng khi nhiều người trên thế giới cũng như bạn thì vô tình một lượng lớn thực phẩm bị bỏ đi. Nếu mỗi bữa ăn mà chúng ta bỏ đi thì chúng ta nghĩ nó có một tí mà ăn thua gì. Thế nhưng mà nếu mà nhiều người cũng nghĩ như thế thì nhiều cái ít như vậy thì nó sẽ là một lượng thực phẩm lớn bị bỏ đi. Trong khi đó, ở nơi nào đó trên thế giới vẫn còn những em nhỏ đang cần lắm một bát cơm. Có thể sau mỗi bữa ăn thì chúng ta mà dư có tí cơm thì đổ đi. Thế nhưng mà nhiều gia đình như thế thì nó là một cái lượng lớn. Mà chúng ta phải biết rằng ở một nơi nào đó có những đứa trẻ cần một tí cơm của chúng ta cũng không có mà ăn. Từ tình trạng lãng phí thức ăn, theo thống kê năm 2012, trung bình con người đã lãng phí tới 40% lượng lương thực và thực phẩm trong quá trình vận chuyển từ trang trại tới bàn ăn. Tức là từ trang trại mà tới bàn ăn thì nó cũng vương vãi thế này thế khác, là mất đi tới 40% lương thực rồi. Nếu tính tất cả lại thì tổng lương thực, thực phẩm lãng phí lên đến 1,3 triệu tấn mỗi năm. Mỗi năm mà lượng lương thực mà nó vương vãi hay là đổ đi đó, nó tới 1,3 triệu tấn mỗi năm. Đáng ngạc nhiên hơn là tỷ lệ lãng phí thức ăn ở những nước nghèo với nước giàu là tương đương nhau. Ví dụ Việt Nam của chúng ta cũng là một cái nước chẳng phải là giàu, là một cái nước nghèo. Và hàng năm chúng ta cũng lãng phí bằng với lại một cái nước Pháp là một cái nước giàu. Thế thì điều này cho chúng ta thấy rằng là những người có của ăn ở những nước nghèo cũng vô cùng lãng phí chứ không phải là không. Đáng ngạc nhiên hơn là tỷ lệ lãng phí thức ăn ở những nước nghèo với nước giàu là tương đương nhau. Nguyên nhân là vì ở các nước kém phát triển, điều kiện thu hoạch, bảo quản và vận chuyển không tốt. Do đó ở rất nhiều công đoạn thức ăn bị lãng phí vì hỏng và không thể sử dụng được. Ví dụ như ở Việt Nam của chúng ta, vấn đề cắt lúa chẳng hạn đi, vì nó cái công nghệ nó cũng hơi bị kém nên là nó vương vãi thì cũng là lãng phí. Rồi trong quá trình vận chuyển nó cũng vương vãi nữa, rồi lên bàn ăn của chúng ta ăn xong cũng lại vương vãi nữa, lại đổ đi nữa, thì nó tốn rất là nhiều. Theo thống kê của Bộ Môi trường Hồng Kông năm 2009, người Hồng Kông thải trung bình 8.900 tấn rác thải rắn mỗi ngày. Trong đó có khoảng 3.200 tấn, tức là chiếm 37% là thức ăn. Trung bình, theo thống kê của Bộ Môi trường Hồng Kông, người Hồng Kông thải trung bình 8.900 tấn rác thải mỗi ngày. 8.900 tấn rác thải, trong đó là 3.200 tấn là thức ăn thừa. Tức là chúng ta thấy là bỏ thức ăn rất là nhiều. Điều đó cũng có nghĩa một người ở đây vứt đi khoảng 0,5 kg thức ăn mỗi ngày. Mỗi một người là bỏ đi nửa ký thức ăn mỗi ngày. Một điều tra của Tổ chức Môi trường Người bạn của Trái đất phát hiện ra rằng mỗi bữa tiệc cưới thải ra khoảng 105 kg thức ăn thừa. Trong đó có những món ăn không hề được thực khách đụng đũa vào. Trong đó có những cái món ăn mà nói thẳng ra là cũng chẳng ai thèm ăn. Nên chúng ta cứ đi thẳng vào cái vấn đề đám cưới của Việt Nam đi. Nghèo thì nghèo chứ mà tiệc tùng đám cưới chúng ta thấy không? Nhiều khi đưa cái món lẩu lên ấy thì có ai ăn đâu, rồi cuối cùng cũng đổ đi hết. Trong cái đó là có bao nhiêu người nghèo người ta cần một tí thức ăn cũng không có, thì chúng ta lại đổ đi quá trời. Một quan chức của tổ chức nói trên cho biết số thức ăn đó có thể đủ cho khoảng 200 trẻ em đang bị đói. Tức là phát hiện ra rằng mỗi bữa tiệc thải ra 105 kg thức ăn thừa.
Và mỗi bữa tiệc ấy thì cũng có thể giúp cho được 200 trẻ em đang bị đói. Ước tính có khoảng 1/3 lương thực, thực phẩm các hộ gia đình mua về mỗi năm được đổ vào thùng rác. Và việc lãng phí thức ăn càng tệ hơn vào các mùa lễ hội như năm mới, Giáng sinh. Càng vào những mùa lễ hội thì chúng ta thấy thức ăn thừa đổ đi càng nhiều. Điển hình như người Úc, mỗi năm nước này mất khoảng 5,2 tỷ đô Úc, tương đương với 74.360 tỷ Việt Nam cho thức ăn thừa. Nhiều hơn cả ngân sách chi tiêu cho quốc phòng trong nước năm 2012. Tức là ở nước Úc ấy thì là cái thức ăn thừa nó tương đương với 74.360 tỷ đồng Việt Nam. Cái số này cũng rất là lớn. Ở Mỹ, Canada, Úc và New Zealand, trung bình người dân lãng phí khoảng 50% lượng hải sản, 38% các loại ngũ cốc, 22% thịt và 20% sữa mỗi năm. Riêng Mỹ, thực phẩm lãng phí chiếm tỷ lệ cao nhất trong rác thải ở thành phố. Việc thiêu hủy thức ăn thừa chiếm khoảng 1/4 lượng khí thải methane. Thế thì với cái thức ăn thừa này mà để thiêu hủy đi thì cũng lại thải ra 1/4 lượng khí thải methane, tức là những cái khí đốt nó không có tốt. Ví dụ ở chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh, khoai tây chiên và bánh kẹp chưa kịp bán hết phải bỏ đi lần lượt trong vòng 7 phút tới 20 phút. Khoảng 10% thức ăn nhanh phải bỏ đi sau khi chế biến cũng đóng góp thêm vào tình trạng lãng phí thức ăn ở những cái chuỗi bán thức ăn nhanh đó. Thì bán không hết là đổ đi. Và điều này cũng cho thấy một cái lượng lãng phí rất là nhiều. Rồi, tới nạn đói đe dọa loài người. Trong lúc đó, phần còn lại của thế giới đang bị nạn đói bao vây và đẩy tới bờ vực sống chết. Theo thống kê năm 2012, trên hành tinh có khoảng 870 triệu người đang chịu cảnh sống trong đói nghèo, không có đủ thức ăn. 870 triệu người đói khát. Nghiên cứu của Tổ chức Lương thực Thế giới cho thấy các nước thế giới thứ ba và đặc biệt là châu Phi chính là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi nạn đói. Đây cũng là nhà của khoảng 30% người đói kinh niên trên thế giới. Trong những nước nghèo đấy, chúng ta thấy một mặt thì thế giới đổ thức ăn đi quá trời, và phần còn lại thì có những người đói khát, không có cái gì để mà ăn cả. Còn đi qua Campuchia hàng tháng thì còn thấy người Campuchia người ta cũng nghèo hơn Việt Nam nhiều lắm. Và có những bà cụ mỗi ngày nắm cơm thôi chứ cũng có được cái gì đâu. Nên là chúng con cũng mua gạo tương đối một tí để cho họ có ít, là không có đồ ăn thì cái cơm nó cũng ngon một tí. Và rất nhiều những người nghèo. Vì thế chúng ta cũng phải ý tứ cái chuyện mà lãng phí thức ăn. Theo thông tin từ Liên Hiệp Quốc, năm 2011 có khoảng 12 triệu người đã bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng lương thực vùng châu Phi, bao gồm các nước như Somalia, Kenya, Ethiopia, với tỷ lệ người suy dinh dưỡng và trẻ em tử vong cao đáng kinh ngạc. Nguyên nhân là do nạn hạn hán tồi tệ nhất trong 60 năm trở lại đây ở khu vực châu Phi diễn ra trước đó. Somalia là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Mỗi ngày có khoảng 4.000 người buộc phải di rời khỏi đất nước này và trở thành tị nạn ở những nước khác. Từ tháng 6 năm 2010, số người trên thế giới sống dưới mức nghèo khổ, tức là dưới 26.000 đồng Việt Nam một ngày, đã tăng lên 44 triệu người. 44 triệu người sống dưới mức nghèo khổ. Giá lương thực, thực phẩm tăng cao đã kích động nhiều cuộc biểu tình ở Bắc Phi và Trung Đông. Đây là kết quả tất yếu của việc thiếu lương thực, thực phẩm nghiêm trọng gây nên. Nguy hiểm hơn đối với mỗi cá nhân, không đủ thức ăn là nguyên nhân khiến cơ thể suy kiệt, mất dần sức đề kháng chống chọi với bệnh tật. Thiếu lương thực, thiếu thực phẩm, người ta suy dinh dưỡng và cũng không còn đề kháng với bệnh tật. Mỗi năm khoảng 8 triệu người chết vì các căn bệnh như sida, lao, cùi, trong đó suy dinh dưỡng và cái đói góp phần không nhỏ. Tức là có 8 triệu người chết vì các căn bệnh sida, lao phong. Sâu xa là bởi vì họ đói, họ khát, họ không có tiền uống thuốc, nên là cái số lượng người chết đã đông như vậy. Nghị viện châu Âu lấy năm 2014 là năm châu Âu chống lãng phí thực phẩm và quyết tâm giảm 50% lượng thức ăn thừa vào năm 2020. Quãng đường vận chuyển thức ăn từ trang trại tới bàn ăn qua rất nhiều công đoạn kém hiệu quả, trong khi chúng ta có thể cải thiện các khâu này mà không tốn mấy công sức, và con người cần phải làm điều đó. Lãng phí thức ăn chính là tiếp tay giết chết đồng loại. Câu này là câu cũng rất là đau. Lãng phí thức ăn chính là tiếp tay giết chết đồng loại.
Chúng ta hãy sống sao cho người khác cùng sống. Hãy sống sao cho người khác cùng sống. Cần biết tiết kiệm và trân trọng những gì mình đã có. Lãng phí thức ăn chính là tiếp tay giết chết đồng loại. Nhưng mà chúng ta mỗi khi ăn uống xong, chúng ta cứ lãng phí đổ đi như vậy đó, là tiếp tay giết chết đồng loại. Chúng ta hãy sống sao cho người khác cùng sống. Cần biết tiết kiệm và trân trọng những gì mình đang có. Đối với nhà sư của chúng con ấy, thì là thầy nấu ăn thì thầy cũng nấu vừa đủ thôi. Và chúng con ấy, thì xương sẩu dư một chút thì chúng con nuôi con chó con mèo để cho nó ăn. Còn nếu dư thì thường là con cứ cho vào bọc để tủ lạnh, để sáng hôm sau là con mang đến cho những gia đình nghèo. Thế thì đối với chúng con thì tuyệt đối không dám đổ cơm đổ gạo đâu. Nếu có dư những cái phần xương phần gì thì chúng con cũng có nuôi con chó con mèo rồi, nhưng mà thức ăn còn ăn được là chúng con cất đi và để chia sẻ. Trong giáo xứ thì cũng có những gia đình rất là nghèo, thì là thức ăn dư của chúng con là cho họ, hay là chuối chăn trái cây, hay là ai đó cho mà mình nhắm mình không ăn tới là mình cho ngay. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đặc biệt là trong gia đình chia sẻ lời Chúa, kinh Mân Côi và lòng thương xót tất cả chúng ta nhé. Con xin quý ông bà và anh chị em mỗi tháng góp cho con một chút để con thay mặt cho ông bà anh chị em giúp cho những gia đình nghèo, nhất là những gia đình nghèo ở Campuchia, họ rất là nghèo. Thế thì con cũng đã đang xây cái bếp cơm rồi, thì hy vọng sớm nhất có thể thì chúng con sẽ nấu cơm để cho những người nghèo. Và để làm được cái việc này thì con cũng xin quý ông bà và anh chị em chung tay với con nhé. Số điện thoại tên của con là Đinh Quang Mạnh Hùng. Số điện thoại 0909215537, 0909215537. Con xin quý ông bà và anh chị em mỗi tháng góp cho con một đồng nhỏ, và nhiều người góp lại thì con sẽ mua lương thực, mua gạo, mì tôm, dầu ăn, vân vân cho tất cả các gia đình nghèo mà biết đến chúng ta, thì con cũng cố gắng giúp họ. Xin con thì bỏ công, ông bà và anh chị em thì chia sẻ tiền bạc. Con cũng hết lòng thay mặt những gia đình nghèo xin quý ông bà và anh chị em để chúng ta cứ hàng tháng góp cho con một chút, để con dùng số tiền của ông bà anh chị em mua thực phẩm, mua gạo cho những gia đình nghèo, nhất là những gia đình nghèo bên Campuchia. Con xin hết lòng cảm ơn cộng đoàn.